Cây giống miền Nam, Châu Thiên Kiếm xin kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay là chúng tôi xin giải thích cho một vị gọi điện thoại đến cho chúng tôi hỏi rằng trồng bông thiên lý có phun nước trên lá cho nó tốt hay không. Thì hôm nay là tháng 4 và cái tháng mùa khô, thì chúng tôi xin giải thích về cái phun trên lá như thế nào. Thì có những video ở trên mạng xã hội, trên những đài truyền hình, thì những người được phỏng vấn đó, thì họ nói là trời nắng họ phun trên lá cho nó mát lá. Kính thưa quý vị, bây giờ giả sử như là quý vị trồng 500 m², 1000 m², hoặc một sào hoặc hai sào, thì cái vấn đề đó thì giả sử như quý vị cầm cái dây phun mưa cũng được, phun trên lá cũng được thì nó tốt thôi, không có gì hết. Nhưng mà đối với chúng tôi thì mô hình của những cụm của chúng tôi thì trồng một người có thể là 5000 m², một mẫu, hai mẫu, thì phun cái kiểu gì và cái dàn của nó cao như, giả sử cái dàn nó cao như vậy nè, thì phun như thế nào và gắn hệ thống như thế nào nó. Còn người ta nói phun trên lá, bây giờ người ta nói một ngày phun 3 lần, 4 lần cũng được nữa, không sao hết. Nhưng cái vấn đề á, mình đừng có nghe những lời người ta nói. Tại vì chúng tôi trồng đây là chúng tôi thực tế. Bây giờ tôi nói ra một cái vấn đề này thì bà con cô bác hiểu rõ có nên là cần phun mưa hay không. Cái thứ nhất á, là bây giờ nè, một cái dàn dài 200 mét như vậy, nó một cái dàn thiên lý dài 200 mét như thế này, ngang 4 mét, dài 200 mét, thì chúng ta phun mưa cái kiểu gì nó, và phun mưa có tác dụng gì nó. Bây giờ phun mưa là đặt hệ thống, nếu mà phun mưa thì đặt hệ thống lúc ở trên đầu nó, đặt hệ thống trên cao cỡ bóng đèn đó, cao khoảng từ ở mặt dàn lên khoảng 2 mét thì mới, nó mới phun mưa đều được, nó làm hệ thống phun nước á, đúng không? Nó mà là một hệ thống cao như vậy, mà là một mẫu hai mẫu như vậy, bao nhiêu tiền? Thôi khỏi cần nói, một cái dàn này thôi, ngang 4 mét, dài 200 mét, gắn một hệ thống như vậy, bao nhiêu tiền? Và cái mức độ mà cái áp suất của nó, áp suất máy bơm á, nó bơm cỡ nào? Nó một dàn như vậy thôi, nếu mà dùng cái dây ống phun mưa cao lúc trên kia thì dùng cái máy bơm khoảng 5 ngựa bơm mới nổi. Phun mưa cái kiểu gì nó, giả sử như nó nhắc sáng phun mưa đi, tôi không nói mà người nói trời nắng mà phun mưa cho nó, nghe mà mắc cười, nói nghe nói mà cũng phản khoa học đó. Mà một cái dàn như vậy mà không thấy hệ thống tưới gì hết, không thấy hệ thống phun mưa gì hết, thì phun mưa cái kiểu gì? Ông phun kiểu gì? Ông kéo dây ống ông phun à? Nó kéo dây ống cái ngã nào mà ở dưới mặt đó cũng chẳng thấy dây ống, mà làm trồng thiên lý như vậy á, mà kéo dây ống mà tưới hả? À, tưới cho chết. Nó thật á, là chỉ cần á, trồng chừng 3000-5000 m² thôi, nó hả kéo nào mà kéo tưới thôi hay là hết cái thời gian rồi. Nó thôi nói chi mà chúng ta phun cho nó mát lá. Đó, giả sử với con người ta trời nắng quá thôi, đi vô tắm cái cho nó mát, ừ thì được. Còn phun trên lá, cái, trời ơi, trồng hàng mẫu mà phun cái gì mà phun. Đó, rồi bây giờ là vô vấn đề chính nè, có phun lá hay không? Có. Thấy không? Thì bây giờ chúng tôi nói là có phun lá hay không nè. Có chứ, sao không có phun được. Thì vào cái mùa mà cái mùa nước mặn á, nước mặn mà nắng nóng dữ quá, ở vùng gần ven biển, nó vùng gần ven biển rồi đó, thì trong vòng nước mặn nó xiết khoảng một tháng, khoảng tháng rưỡi thôi. Như vậy nếu mà chúng ta kỹ á, thì chúng ta sáng lấy cái bình xịt máy á, chúng ta bỏ nước vô, rồi chúng ta mở nhẹ, mở cho nó hơi ra nước nhiều nhiều,
rồi chúng ta cầm bình xịt đó, chúng ta xịt xịt qua một cái là nó sẽ rửa trôi cái sương muối, nó không có làm thúi cái bông của mình. Nó mình không cần phải gắn một hệ thống đâu, gắn chi, kể cả ở đây là tôi trồng tôi còn chưa tưới nước mà, còn chưa tưới nước nói gì chi. Lúc đầu giả sử như lúc đầu là 10 ngày tôi tưới nước một lần, tôi rải phân xuống rồi tôi tưới nước lên rồi cho nó tan ra để nó bay hơi. Sau này á cỏ nhiều quá chúng tôi rải trực tiếp vô luôn, trực tiếp vô luôn, tự nó bắt luôn, có thành vấn đề gì đâu. Cỏ nó tốt rồi mình cắt cỏ xuống là tự nó tốt thôi, có vấn đề gì đâu. Nó còn phun mưa mà nói mà không thấy dây ống ở đâu hết, phun cái kiểu gì, phun cái kiểu gì. Nó thì phun trên lá thì nó cũng tốt thôi. Giả sử như mình trồng rau cải nè, nó thì được tại diện tích của nó ít. Còn đây là trồng cái thiên lý cái số nhiều. Giả sử rau cải sáng, giả sử như những người trồng la ghim nè, nó là trồng ba cái cải mồng tơi, nó thì sáng thì họ tưới nước lên để làm cái gì, họ rửa những cái con trứng, trứng sâu trứng này trứng kia, nó rớt xuống thì cái sâu của mình ít sâu bệnh, nó không có cái trứng sâu, nó chết nó thối. Thì vô cũng như tháng mưa thì chúng ta ít bộ trĩ, tháng nắng bộ trĩ nhiều vậy thôi, mưa rửa trôi ba cái trứng hết. Nó cũng có phun, nhưng mà vấn đề như vậy có nhiều người nông dân họ cũng chẳng cần đâu, tại vì họ trồng họ xịt thuốc dữ lắm, cứ 3 ngày xịt lần, 2 ngày xịt lần, nội cái thuốc đó không mà cũng rửa trôi làm cho mát lá này, thấy chưa. Nó còn tôi thì chẳng cần phải rửa, mà nắng chẳng cần phải xịt, đã theo cái định luật tự nhiên của trời đất có sao như vậy đi. Đã cái dây này nó thích nắng, nó ưa nắng chứ phải nó ưa mát đâu. Mà chúng ta phải cần phải xịt nước làm cái gì, phun mưa làm cái gì. Nó có tư vấn cho người ta, có lên đài nói và nói chân thật chút xíu. Nhiều khi chúng tôi nói như vậy người ta ghét, mà ghét cũng chẳng sao. Nó, trên đời này mình sống mà để người ta thương nhiều quá cũng không tốt, nó mà ghét nhiều quá không có tốt. Tại sao? Giả sử như có 10 thằng bạn, 10 thằng bạn của mình nó thương mình quá, gặp nó ngày nào nó cũng lôi mình vô uống cà phê, lôi vô ăn uống này kia, thời gian đâu mình làm việc, đúng không? Còn giả sử như có 5 thằng ghét 5 thằng thương, ồ được tốt, thì có 5 thằng ghét kia nó gặp mình nó không mời mình thì mình mới có thời gian mà làm việc đó. Thì chúng ta trồng chúng ta không cần thuốc dưỡng nha. Hôm nay là để nói lại luôn nè. Nè, nếu mà chúng ta không xịt thuốc dưỡng thì nó khoảng 3 lóng tay là khoảng 5cm nè, thì nó sẽ có một bông, một bông, một bông, một bông. Còn nếu như chúng ta xịt thuốc dưỡng thì nó sẽ dài như vậy mới có một bông, năng suất chúng ta giảm lại. Nó dụ vào cái sự cái chuẩn bị là cái dây này là mốt nó bò 1m nè, 1m giả sử được 10 bông đi. Thì nếu xịt thuốc dưỡng nó dài thì 1m của mình chỉ được 4-5 bông thôi, mình giảm xuống năng suất. Cho nên là mình đừng bao giờ xịt thuốc dưỡng, chẳng xịt thuốc dưỡng, hồi xưa là xịt thuốc dưỡng. Rồi cái sau này vô tình hỏi cái ông anh vậy về cái vấn đề như thế nào cho nhiều bông bông to, thì ông mới nói rằng đừng nó xịt thuốc dưỡng. Nó thì tôi về tôi thử nghiệm thành công. Ông này thì ông ở Long An luôn. Nó thì ông nói tại sao mà không sẽ thuốc dưỡng, tại vì nó vừa lên tới đây cái đọt của nó yếu quá lên không nổi, thì nó bắt quá thì nó lên không nổi, nó không bắn được, thì nó phải nuôi cái bông, mà nuôi bông bông to. Còn nếu bò dài quá thì nó nuôi bông không nổi thì bông nó bé, đơn giản vậy thôi. Chúng ta chẳng cần xịt thuốc dưỡng sẽ bông to. Nó còn nếu mà chúng ta muốn xịt bông to bự này kia, càng nó càng tốt, lá thì càng tiêu, càng tốt lá thì càng nuôi lá nuôi thân, nuôi dây không chứ có nuôi bông gì đâu. Nó thì không cần phải phun mưa nha. Đó. Rồi bây giờ tại sao mà chúng tôi không cần phun mưa? Tự nhiên của trời đất đây. Tối thì có mùa sương, đúng không?
thì mù sương nó đã tắm cái lá cho nó mát rồi, và sáng ngày mù sương nó còn đọng trên lá thì nó đã rửa nè, nó chảy nè, thì nó đã rửa cái lá rồi thì phun mưa làm cái gì nữa. Nó đến 10 giờ sáng hoặc tới 2 giờ chiều là bắt đầu á, là nó sẽ nắng quá thì nó sẽ cái đọt này nè nó sẽ rủ xuống luôn. Nó thì đến 2-3 giờ chiều bắt đầu nó hết nắng thì bắt đầu nó bắt cái đọt lại, bắt đầu chuẩn bị chiều xuống nó mát lại, thì tự sinh lý của nó cái nhựa nó tiết ra, nó nuôi cái thân trở lại, nó làm mát cho nó. Và những cái dây này nó đưa lên nắng thì những dây này héo thôi, những dây ở dưới này nó đâu có héo, nó vẫn nuôi được, nó giữ ẩm, nó nuôi được, nó đưa lên đây mà. Đó, xin chào quý vị khán giả, vì đã hết thời gian rồi. Quý vị bà con nào có cần mua giống thiên lý tư vấn thì cứ liên hệ qua chúng tôi qua số điện thoại 0939811863, 0939811863, công ty cây giống miền Nam Châu Thiên Kiếm. Xin chào quý vị khán giả.